cặp ghép đôi Rottweiler để chờ đợi Marvin và Gina Gervais. Không biết là còn ai nhớ Gina không? Một con chó cái rất là to, con của con Dakota và con Lucky, hai con chó nhập. Hai con chó nhập và có rất nhiều giải, thì Gina là hậu duệ của cái cặp đôi đấy. Thì ở cái lần lấy giống lần này của Gina và Marvin là lần lấy giống thứ hai. Lần trước thì cặp đôi này gặp nhau thì đẻ được 8 con, nhưng mà rất tiếc là lần trước thì không giữ được con nào cả. Ở cái lần lấy giống này thì mình để cho cặp đôi này tự phối, để cho nó tự tập phối luôn. Thực ra thì Marvin thì đã tự phối được cũng nhiều lần rồi, nhưng mà Gina thì nó là một con cái rất là to, thành ra là khi mà lấy giống ấy thì đều đỡ phối cả. Bởi vì con cái nó cao to quá, con đực nó rất là khó. Thì ở cái lần lấy giống lần này ấy, thì cái thể trạng của Marvin chưa được tốt lắm. Marvin vẫn hơi thừa cân một chút. Lẽ ra ấy là cái lịch ấy, là Marvin phải giảm cân rồi để chuẩn bị cho cái đợt lấy giống lần này. Nhưng mà bởi vì Marvin khéo xin ăn cho nên là Marvin vẫn được ăn nhiều. Mọi người đang xem đây là cái những cái khoảnh khắc sau khi mà đã cho hai con này nó chơi được khoảng một tiếng rồi, cho nó vờn nhau được một tiếng rồi. Marvin bắt đầu mệt rồi, bây giờ cho uống nước đó. Thì mọi người xem video mọi người sẽ thấy là cái con cái này cái khung nó rất là to, nó cao gần như là nó cao bằng con đực, gần bằng luôn. Chắc là chỉ thấp hơn con đực khoảng tầm 1 phân cho đến khoảng 2 phân thôi. Nó rất là cao. Gina thì cái tướng của nó rất là tướng nó rất là ngầu. Đúng là con của Dakota. Đó. Ở mặt Gina thì đang có một cái vết nấm nhỏ. Marvin ấy thì là một cái con đực mà nó cực kỳ là, cái đực tính của nó cực kỳ là cao và nó rất là bền bỉ kiên nhẫn. Cái lần này là để cho chúng nó tự, cho chúng nó tập, chúng nó tự phối. Thì đếm, nếu mà đếm thì không biết là bao nhiêu lần lên xuống. Con cái thì rất là khó, vì con cái thì cái loạt cái lần này coi như là cái lần mà để nó tự ghép đôi đầu tiên, thì con cái nó rất là cao và con cái thì nó chưa có kinh nghiệm nữa, thành ra là nó chưa biết phối hợp, cho nên là Vin vất vả vì phải cố. Thường thường là con đực nó cao hơn con cái một đoạn, là chính là cái lúc lấy giống là nó là vừa. Nhưng chủ yếu là ở đây chủ yếu là bởi vì cái thể trạng của Vin chưa thực sự tốt. Vin vẫn đang cần phải được giảm khoảng 2 cân nữa. Đấy nó là cái gọi là cái năng khiếu xin ăn. Yêu cầu là tất cả đực, yêu cầu anh chăm trại là tất cả đực là phải giảm cân. Nhưng cuối cùng thì Vin vẫn là cái con mà còn thừa khoảng 2 cân. Đây, mọi người để ý cặp đôi này nó rất là quấn nhau. Hôm nay lại khó cho Vin một cái là cái nước phối này nó hơi sớm một chút. Hơi khó cho Vin ở cái lần luyện này, một cái lần luyện tập này là nước phối là hơi sớm. Ở cái lần tiếp theo thì chắc là sẽ được, sẽ tự được. Chứ lần này là gọi là tự được một nửa. Mời mọi người cùng ngắm Marvin ngày hôm nay. Đó. Mọi người mà thích Marvin thì có thể chờ cái đàn chó con này.
Đợt này thì hầu như là Loki lấy giống Loki, Marvin là có Gina thôi. Còn thì lại phải chờ, tiếp tục chờ cái tổng cái thời gian của cái lần lấy giống đầu tiên này, của cặp đôi này thì nó kéo dài hơn 2 tiếng. Mà mọi người tưởng tượng là cái con đực và con cái nó cứ vần nhau suốt như thế thì mọi người biết là cái sức, cái thể lực của nó khỏe như thế nào, nó bền bỉ như thế nào. Và tại sao mà mình nói là cái đực tính của Marvin là cực kỳ cao, và cái độ lì lợm nữa. Đầu tiên đấy là nó là một cái con đực, nó có đì được con cái. Ở đây mọi người ngắm Gina. Đó. Ở đầu tiên đấy là con đực có đì được con cái ấy, thì con cái nó không bật. Con cái nó không bật thì nó mới hợp tác. Nó hợp tác lâu. Nó kiên nhẫn. Con đực mà nó không đì được con cái, tức là nó không thể hiện được bản lĩnh trước con cái ấy, thì có thể là vài lần không được thôi, con cái nó sẽ cáu, nó sẽ cắn rồi này kia ngay. Nên là nói về cái độ lì lợm thì ở trại thì Marvin vẫn là số 1 về cái độ lì của con đực. Một con đực rất là lì lợm, đực tính cao. Đó, mọi người cùng ngắm cặp đôi đứng gần nhau. Đó, so vai thì mọi người sẽ thấy là con cái nó chỉ thấp hơn Marvin một chút thôi. Có lẽ nó thấp hơn khoảng tầm 2 phân thôi. Thôi mời mọi người cùng ngắm cái cặp đôi lần này và ngắm kỹ con cái Gina ở đoạn cuối video. Sẽ có một cái đoạn để mọi người có thể ngắm kỹ cái con cái Gina, một con cái mà cái bộ khung của nó cao to và cái mặt nó cũng rất là ngầu, tính cách thì nó đại ca. Tên là ai mà thích theo cái dòng gia phả những con chó mà tính cách nó bá đạo ấy, thì có thể tìm chờ con của cái cặp này. Cắn đực đó. Nhưng với Marvin thì Marvin không có quan trọng. Marvin không ngại bị cắn. Ok, lần lấy giống đầu tiên của cặp đôi này coi như là xong. Cặp đôi này sẽ còn lấy giống ở lần thứ hai nữa, bởi vì cái nước phối ngày hôm nay là nước phối sớm. Lần thứ hai lấy giống thì mới là cái lần lấy giống chính. Mọi người thấy con Rottweiler nó nhớ chủ và nó bám kinh khủng. Gina là mình nuôi Gina từ ngày còn bé. Gina là trại nhân giống ra. Thì mình nuôi Gina lúc còn nhỏ. Và đến khi Gina 2 tuổi thì mình có đón Gina lại, chăm Gina khoảng 3-4 tháng gì đấy. Đó, nếu mà gặp nó là ra nó cứ nhào vào lòng. Giống rốt này nó nhớ rất là dai, giống chó nói chung nó nhớ lâu. Nhưng cái giống rốt này thì nó lại là một cái giống mà nhớ cực kỳ là lâu ở trong các cái giống chó. Đó, mọi người để ý cái thái độ của Gina. Đấy, cứ rút vào để mà xoa, rút vào để mình xoa. Nó vẫn nhớ chủ cũ, rất là tình cảm luôn. Đây, mời mọi người cùng ngắm Gina. Con cái ở trong một cái lần ghép đôi lần này với Marvin. Và mọi người cùng chờ đợi cái đàn cho con của cặp đôi này.
đăng ký kênh để xem nhiều video hơn về chó Rottweiler cũng như là các cái chia sẻ hướng dẫn về chăm sóc chó. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Thank you and see you again.